Cụ thể, tưới nước đủ độ ẩm trước ngày thu hoạch, thời điểm cắt cành tránh ánh nắng trực tiếp, phân loại đóng gói ở nhiệt độ từ 16 đến 26 độ C. Tại cơ sở tiêu thụ cắt bớt 2cm phần cuối gốc cành, ngâm vào dung dịch TOG6, 1 gram cho 11 lít nước. Nếu tiêu thụ nơi xa sản xuất hoặc xuất khẩu thì đưa hoa vào kho lạnh từ 2 đến 4 độ C để bảo quản. Nhiệt độ kho lạnh đến nơi tiêu thụ phải làm ấm lên khoảng 4 giờ trước khi đưa hoa ra ngoài, tránh hiện tượng sốc nhiệt.